Xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay là ngày cuối tuần, mình với ông xã mình không có đi làm. Không có đi làm là không đi làm việc ở trên công ty, ở trên trường học thôi. Nhưng mà về nhà thì vẫn phải làm công việc ở nhà. Mình thì mình lo hết việc ở trong nhà. Còn ông xã mình á, cuối tuần á, là phải chăm vườn. Thì đây, đang đứng ở đây tưới nước nè, các bạn nghe tiếng nước chảy không? Để quay sang ông xã mình nha. Đó, cuối tuần không đi làm ở trên công ty á, thì về nhà làm việc ở nhà. Rau quế, ui, rau quế đẹp quá. Wow, cái lá rau quế nè. Lá to vậy á, giống lá lốt đi cuốn thịt bò được luôn rồi đó. À, văng nước. Wow, rau quế tươi tốt ghê không? Thì ớt nữa nè, ớt nhiều trái lắm. Văng nước em. Đây, á, à, nước không à. Đây, ớt nha. Ớt quá tuyệt ớt luôn. Đó, ớt xanh, ớt đỏ, đủ thứ hết á. Ớt đỏ nè. Ớt Đà Lạt cũng có luôn. Ớt Đà Lạt đây nha. Đó, ớt Đà Lạt nè. Ớt đỏ, ớt xanh. Mà ớt đỏ cay lắm các bạn ơi, cay ơi là cay luôn. Mình á, là mình à, với ông xã mình á, ăn ớt xanh thôi. Làm nước mắm hay gì cũng vậy hết. Ớt đỏ cay lắm, ăn không nổi. Ớt xanh thôi à. Ớt xanh mà cũng cay lắm nha. Những trái xanh non non như vậy nè thì chưa có cay lắm. Mà còn những trái mà xanh đậm rồi đó là cay lắm nha. Căn khúc này ha, cái lên được tới đây thôi, tới khoảng tới chỗ này nè là cây xè luôn á. Đó, cây ớt nhà mình. Wow, các bạn thấy không, trái nào trái nấy to thù lù luôn. Cây ớt mê lắm, ớt nhà mình là qua năm luôn á. Cây đu đủ nè. À, đâu rồi? Nằm tước ở trên trời. À, bên này đi mới thấy. Chết không? Đụng gãy cái nhánh này luôn rồi. Kệ đi, ném xuống đây nè. Thủ tiêu chứng cớ không ai thấy hết. Đó, trái đu đủ đó, nhiều lắm. Mà các bạn biết không, trời bây giờ là lạnh lạnh rồi. Ây da, lạnh lạnh rồi. Cây rau quế nè, tươi tốt ghê không? Đó, lá nào lá nấy to vậy nè. Đây là một cây nha. Cây này là cây mình trồng. Còn đây á, là cây khác. Cái cây này á, là nằm chui ngay kẽ xi măng nè. Là không có trồng. Mà tự nó lên tươi tốt quá. Thấy nó tốt quá cho nên cũng không có nỡ bỏ đi. Cho nên cũng để luôn. Để luôn, bây giờ nó cũng to như vậy nè. Đó. Đây, còn chỗ này là trồng rau cải đằng sau nhà của mình nè. Đó, quá trời cải luôn. Chưa lớn à? Ồ. Chưa, chưa chua lại em nữa. Đợi xíu. Rau cải quá chừng rau cải. Lớn lớn một xíu á, là lại thu hoạch mấy cái lá vào làm bánh xèo. Cải bẹ xanh á. À, mình thích ăn cải bẹ xanh với bánh xèo, hay là cải bẹ xanh xào với thịt bò, hay là mình nấu canh cải bẹ xanh. Đó. Mà trời lạnh rồi thì đây một điều rất thú vị là đây cây lựu đã đổi thành màu vàng rồi, lá thành màu vàng hết rồi, đẹp ghê không? Nhìn như là ở trên miền lạnh á. Đứng vô đây chụp hình chắc. À, trời mùa đông cây lựu lá đổi màu. Nói bụi mía kế bên nè. Quá chừng không? Trời lạnh á, mấy trái lựu tép hết rồi. Anh ơi,
chắc lấy cái rổ cắt vô hết luôn đi hả? Tát ra hết rồi nè, tát hết rồi nè, đó đó, trời lạnh xíu á là mấy cái lưỡng nứt ra hết rồi. Đây nữa nè, đây nè, đó, cái hạt ở trong nó đỏ thẫm luôn nha. Đây cho các bạn xem. Á, à, đâu rồi? Rớt đất rồi. Đây nè, rớt đây nè. Để mình tách ra các bạn xem thử nha. Đó, hạt ở trong đỏ thẫm vậy nè. Rất là ngọt, rất là ngon. Cây lựu nhà mình hả, trái năm nào cũng vậy hết. Hạt ở trong nó đỏ thẫm luôn. Đây, để mình lấy cái... Đây, như trái... trái này đi. Trái này sao mới tới. Bây giờ mình hái trái này vào nha. Mùa thu lá vàng. Đó, mình hái trái này các bạn sẽ thấy nha. Trái lựu nè. Nó hạt nó đỏ dính tay mình, đỏ không vậy luôn á. À, mở ra trong các bạn xem liền nha. Cứng ghê, phải có con dao mới được. Đây. Đó. Thấy tách ra hạt lựu đỏ như vậy nè. Đó. Đỏ tươi, đỏ thẫm luôn á. Ngọt ngay à. Tay mình dính màu đỏ, nhìn giống như là máu vậy đó. Đó. Đỏ luôn. Đỏ thẫm. Ngon quá chừng. Mà ở trên này nữa nhiều lắm. Đỏ thẫm như vậy nè. Thu hoạch vô hết không? Đó, đỏ dễ sợ đỏ không? Ngọt ngay à. Ngọt ơi là ngọt luôn. Cây bồ ngót đằng sau nhà mình đó các bạn. Mình muốn thấp thấp thôi, cho nên là ông xã mình giăng cái lưới ở trên á, để cho nó đừng có mọc cao lên nữa. Mà các bạn thấy đằng kia không? Nó cũng nhú ra đằng sau kia kìa. Hôm nay là thu hoạch bồ ngót.
thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đó, cắt một chút xíu thôi là một mớ gì quá chừng rồi nè. Rồi ông xã mình bây giờ là đang tỉa những cái nhánh cây chanh dây. Bí nè, trái bí trong này mình thích lắm nè. Nó tròn vo à, mà nó to thù lù luôn. Đó, ngay đây nè, nhìn đẹp phải không? À, mùng tơi anh ơi. Mấy cái trái mùng tơi này giờ sao? Hả? Nhiều trái mùng tơi quá. Làng chanh dây đằng sau nhà mình nè các bạn. Đó, lá chanh dây nè. Mấy cái sợi dây này của chanh dây á, nó giống như là bàn tay bàn chân vậy đó. Nó kéo dài ra xong nó nối, nó quấn chặt lắm nha. Lúc mà nó không chặt á thì nó như vậy nè, giống như dây lò xo cái không. Nhưng mà khi mà nó bám vào cái gì rồi á là nó chặt lắm. Tỉa bớt hả anh? Nhìn cây đu đủ nhà mình cao quá chừng. Mà đội nón cho nó rồi cho nên bây giờ nó không có lên cao nữa, nó ngừng ở đó thôi. Đó, bí nè, quá chừng bí luôn, nhiều lắm. Mà à, trái này em nghĩ chắc là anh cắt cắt đi anh ơi. Anh hay là anh cắt trái này cái bọc đi hả? Đó, ở kia nhiều lắm. À, bên này đi. Cây quýt đi nha. Cây quýt là thấy thương nhất, thương cây quýt nhất. Trái nào trái nấy cũng rất là đẹp. Mà mình đụng đụng hồi nó hay bị gãy lắm á. Giống như nãy đụng vô cành đu đủ á, là gãy cành đu đủ. Đó, dễ thương ghê không? Đây nữa nè. Đó, ngay trước mặt luôn. Đẹp ghê không? Đó, đến Tết mà ra cây quýt về nhìn thấy mê lắm ha. Đây nữa. À, giờ mới nhớ. Nãy đứng ở cây cải bể xanh mà quên, chưa quay cây cà chua. Nè, cây cà chua trái nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đếm tới đâu rồi không biết nữa. Đây nè, nhiều lắm. Nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Nhiều cà chua lắm, thấy mê lắm. À, mình quay bằng cái front camera. Cái ngược lại đằng trước á, camera đằng trước á. Trên, để coi. Đây. Trái nè, trái. Bên này nữa nè, đó các bạn thấy không? Trái ở trong đó đó. Rồi trái đây nữa này nha. Đó. Nói chung là nhiều trái lắm, thấy mê. Chụp hình với cây cà chua một xíu nha. Đây, để mình quay bằng cái camera này á thì các bạn sẽ thấy dễ hơn. Nè, đó. Cà chua. Cà chua đây nữa. Bên này nữa. Rồi dưới này nữa. Rồi ở đây nè. Ngay đây nữa nè. Ngay đây nữa nè. Đó. Rồi ở đây nè. Đó ha. Xong xuống đây nha. Còn đâu nữa không thì mình chưa biết nữa. Để xem. À, trong này nữa nè. Đó, trốn dưới này nè. Sao mà thấy được thấy không? Đó. Trên này nữa nè nha. Đó, ngón tay mình đó. Đó nữa nha. Còn đâu nữa không ta? Đó, sơ sơ là mình thấy nhiêu đó đó. Nhiều trái lắm. Nhìn cái cà chua thấy ham lắm. Giờ ông xã mình tỉa gì vậy đây? Anh tỉa gì vậy? Mấy trái mồng tơi này anh có cắt xuống luôn không? Chứ nhiều lắm rồi. Nó khô lại vậy rồi nè. Đó. Nhiều lắm.
cái mồng tơi quá chừng luôn. Đây là cây quýt thứ hai của nhà mình nè các bạn. Đó, cũng nhiều trái lắm nha, rất nhiều trái. Nhìn thấy mê lắm, chùm nào cũng cam, vàng. Nhìn thấy mê không? Đó. Đó, chùm nào cũng cam vàng vậy nè. Nhìn thấy mê quá chừng. Đây nữa nha. Đó. Chùm này nè. Đây nữa. Nhiều lắm, nhiều quýt lắm. Mà trái nào trái nấy á, nó vàng, nhìn thấy thấy ham quá chừng luôn. Đó. Đó. Nhìn thấy đẹp kia không? Đẹp quá chừng luôn. Đây nữa là trái trong này nè. Hả? Wow, cái chùm này đây nè. Wow, nhìn nè. Nhìn thấy mê quá à. Đây. Trái quýt này bị dính sơn nè. Sơn dính lên trái quýt nè. Ở dưới này. Dưới này còn nhiều lắm, nhưng mà nó chưa có đổi màu, nó vẫn còn màu xanh xanh vàng vàng. Đó. Nhiều cái ha. Bây giờ mình quay một vòng sang đây. Ta da. Cây chanh. Rất nhiều trái. Nhưng mà cây chanh á, mình đứng phải cẩn thận, tại vì cây chanh gai không à. Đứng mà không cẩn thận á là gai nó đâm. Mà gai nào gai nấy nó dài một khúc như vậy nè, cho nên phải cẩn thận nha. Đó, dính sơn nè. Ông xã mình rửa cỏ đó, phủi 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 vậy nè, xong rồi dính cái sơn lên mấy cái vỏ chanh nè, vỏ quýt nữa. Đây. Wow, trái này nè. To ghê không các bạn. Đó. So với bàn tay mình nè, đã vén cái lá lên. Đó, to như vậy nè. To dễ sợ không? Nhiều lắm á. Dính áo mình rồi. Đây. Đó, gai của nó nè. Cho nên phải cẩn thận. Đó. Chưa vào trong cây chanh đó là phải cẩn thận. Tại vì gai không à. Đó. Đây nữa. Bên này, ai bên nào nữa? Có chừng nha. Có chừng à. Ui, trái chanh này đẹp quá. Có những giọt nước dính ở trên này nè. Đó, nhiều chanh ghê không? Rất nhiều chanh. Trái bí lúc nãy mình nói ông xã mình cắt đi á, mà ông xã mình bận rồi, nên thôi bây giờ mình cắt trái bí này vào luôn. Mà lúc nào cũng vậy, giống như là có thủ tục rồi đó. Cắt trái bí xong á là phải phủi cái phần lông lá bụi này nè, gai không á. Mà các bạn thấy không, bụi bay tứ tung hết á. Rồi đó, bây giờ là lá o rồi nè. Đó, cỡ bao tay ra nha. Trái bí lắng o rồi. Đó, lắng o rồi. Ngày cuối tuần của mình với cô ông xã mình là như vậy đó các bạn. Không có đi làm việc ở trên trường hay là ở trên công ty, nhưng mà làm việc ở nhà. Làm xong hết việc ở trong nhà rồi á, thì đến việc ở đằng sau nhà là ra đằng sau vườn chăm vườn. À, thu hoạch vào một rổ bồ ngót như vậy nè, quá chừng luôn không? Bây giờ mình sẽ mang bồ ngót vào trong nhà. Mình tước lá bồ ngót, mình nấu canh với thịt băm.
Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé. Bye.